Tiếp theo công việc của mình là ra vườn rau các bạn nhé. Tưới rau. Rau trời nắng là phải đi tưới. Ngày nào cũng phải tưới các bạn ạ. Công việc nông thôn của mình thì nó nhiều nhiều mảng lắm. Từ chăn nuôi, trồng cấy, chăm sóc cây, chăm sóc con của, tỉa lá, bắt sâu, nhiều việc lắm. Đây là rau cải cúc của mình, rau bí này, rau súp lơ, hành, đỗ đó. Trồng rau gia đình đủ thứ, mỗi thứ một tí. Nông thôn mình thì ưu điểm được cái là thích ăn rau gì thì sẵn đất đấy là mình trồng rau đấy các bạn ạ, không phải đi mua, rất là tiện. Rau bí, thích ăn rau bí thì ăn rau bí, thì trồng rau bí. Thích ăn súp nơ thì trồng súp nơ, đỗ, hành, rau xà lách, loại là rau cải cúc, loại là mỗi thứ mình trồng một tí các bạn ạ. Riêng cái giống rau này thì các bạn đừng để tốt làm gì. Nó không khác gì như rau đay với rau muống các bạn ạ. Các bạn cứ càng chịu khó hái thì ngọn nó lại càng non. Chứ nếu các bạn mà để già thì nó nhanh tàn lắm các bạn ạ. Các bạn cứ càng chịu khó hái thì nó lại càng chảy lâu. Cái rau này của mình hái được một tháng nay rồi các bạn ạ. Trồng được khoảng độ 20 ngày thì mình được hái. Thế xong rồi là nó cứ đẻ cành, đẻ ngánh, cứ ngọn nào dài ra ngọn đến đâu mình vặt đến đấy. Riêng cái rau tầm bóp này, rau muống này, rau đay, hàng cái rau đay. Các bạn mà cứ hái càng non thì nó lại càng chảy lâu, mà nó lại càng non các bạn ạ. Các bạn đừng có để mấu để mắt, không quan trọng để mấu mắt gì cả. Hái chọc hái trụ như này nha các bạn nhé. Đấy, thế mà cuối cùng, đây, nó cứ lên, lên ngọn nào mình hái ngọn đấy. Cứ đua ra ngọn nào mình hái ngọn đấy. Ngọn non lắm. Ăn cái rau này nếu như bạn nào mà cảm thấy đầu tiên cảm thấy nó đắng đắng không biết ăn thì các bạn cứ ăn dần ăn dần, xong về sau nó có vị ngọt, ngọt thanh, rất là ngon. Nhưng mình thì gần như kiểu mình nghiện cái rau này. Nếu mà ăn lẩu thì dường như mình ăn no cái rau này luôn. Luộc được, xào được các bạn ạ. Các bạn xào tỏi nhé. Các bạn dập tỏi ra, các bạn xào y kiểu xào phương thức rau rau muống ấy. Dễ ăn. Không cần nhiều đâu các bạn, nhìn của mình. Mình trồng nó rơi vào khoảng độ 30 cây. Đấy. Chỗ này các bạn nhìn này, mình hái chọc hái trụi luôn. Thế nhưng mà đây, ra đến đây nó lại tối um này. Đấy. Chỉ cần khoảng 30 cây thôi các bạn ạ. Nhà mình có 3 khẩu ăn là mình trồng khoảng 30 cây thôi thì là cứ có phải là ngày nào mình ăn cái rau này đâu. Đấy, mỗi một bữa thì lại một ngày ăn 2 bữa rau thì mỗi bữa lại ăn một loại khác. Rau này thì rất dễ lên, rất dễ trồng, nó thuộc hệ dòng rau hoang dã. Thế nếu như mà ai mà không biết cái tác dụng của nó thì gọi là ăn rau rừng, rau lợn. Nhưng mà cái rau này chữa xương khớp này, chữa máu nhiễm mỡ này, nóng gan này các bạn nhé. Còn nhiều thứ chữa nữa nhưng mà mình chưa khám phá được thôi. Nhưng mình thấy ăn, thứ nhất là nó ngon, thứ hai là biết được tác dụng của nó, mấy cái món đấy là ok rồi. Nhưng mình cứ trồng. Cái rau này với lại cái rau lang, rau khoai lang các bạn ạ. Bây giờ nó là thuộc hệ là vườn rau cây thuốc rồi. Nếu như mà
Ngày xưa thì cứ bảo là người nghèo ăn rau lang, nhưng bây giờ toàn thành phố, toàn dân thành phố đi mua rau khoai lang với lại rau tầm bóp về ăn các bạn ạ. Toàn dân thành phố. Nông thôn thì cái món này thì nó lại quá nhiều, quá sẵn, không cần trồng, ra vườn thôi là có. Mà không thì đến nhà hàng xóm xin cả rổ cả túi, không mất tiền mua. Mình trồng chen vào cái cây đỗ cu ve này. Đây một hàng đỗ cu ve của mình nha các bạn này. Mình cứ trồng chen nó vào đây này. Đỗ thì leo lên mà rau này thì ở dưới. Kể cả các bạn ở thành phố hay bạn ở nông thôn thì các bạn cũng nên, nếu muốn ăn cái rau này á thì các bạn năm nay các bạn trồng, nếu sang năm các bạn muốn cho nó mọc ở đâu á thì các bạn cứ cắt cái cây già xong rồi các bạn quăng nó vào đó, thế là sang năm là tự khắc mọc thôi các bạn ạ. Mà không cần phải sang năm mà là chỉ có vụ sau thôi, nó mọc quanh năm, dường như cái rau này nó mọc quanh năm bạn nhé, mọc quanh năm luôn. Trời nắng như trời mưa, mà trời rét như là trời ấm, trời nóng là các em nó vẫn lên bình thường. Cái rau này lên rất dễ, các bạn không phải chọn quãi hạt, các bạn không cần phải mua giống, cứ cái cây già các bạn quăng nó ra đấy, thế xong rồi là nó lại khắc tự mọc lên đấy. Từ rau mình phải hái, ăn không hết thì hái cho hàng xóm, ăn không hết thì đúc vào tủ, chứ các bạn đừng để cho rau già. Nếu rau lên già là cây của chúng ta nó nhanh tàn lắm các bạn ạ. Nên là các bạn cứ hái hết lượt cho mình, càng hái non thì rau của chúng ta lại càng nhanh lên mầm, lại càng trẻ lâu, chứ không để dài nhé. Ăn không hết thì đúc vào tủ, ăn không hết thì gọi cho hàng xóm, hoặc là nếu các bạn có nhiều các bạn mang bán thì các bạn cũng nên hái non non cho mình. Hôm qua mình đã hái một túi về ăn được 2 bữa rồi, đến hôm nay thì mình phải ra mình hái nốt không này. Bắt đầu các em nó ra hoa rồi các bạn này. Đây. Đấy, bắt đầu ra hoa rồi đấy. Nếu như các bạn mà không hái nhanh ấy là nó già. Nó già xong nó lại rất là chậm mọc mầm, đâm chồi. Thế hôm nay mình ăn không hết thì mình cho hàng xóm. Đấy. Đấy. Một túi rau đầy các bạn ạ. Cái này nó phải nửa cân rau, nhà mình phải ăn 2 bữa. Rau gỏi cúc bây giờ đang lên, rau bí, đây là hành củ các bạn, đỗ cô về mình trồng theo bờ rào, súp nơ, rau bí ngọn, tua tủa. Em rau muống nữa. Mình trồng đủ các thứ, mỗi thứ một tí các bạn ạ.